Cảm ơn các chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Minh Vô Sản. Cảm ơn các chị đã luôn quan tâm, lắng nghe, theo dõi, ủng hộ đồng hành cùng kênh của tôi trong suốt thời gian vừa qua. Toàn bộ nội dung trên kênh là những cái trải nghiệm, những phân tích cá nhân của tôi về trường bất động sản, như vậy có đúng hay còn thiếu sót, rất mong các anh chị bỏ qua. Nếu các anh chị góp ý thì các chị có thể comment xuống dưới mỗi video các anh chị đang xem. Những cái bài học, những cái chia sẻ của anh chị luôn là những cái thông tin quý giá đối với tôi và cả những anh chị khác có thể đọc được. Và nếu mà video có ích, anh chị đừng quên chia sẻ bạn bè và đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất. Thực tế thì tôi cũng không mong muốn quá nhiều người đăng ký kênh, tại vì với lĩnh vực đầu tư thì càng ít người đăng ký kênh thì càng có nhiều cơ hội, đúng không? Còn khi mà tất cả mọi thứ ai cũng đăng ký kênh, ai cũng biết đầu tư bất động sản thì rõ ràng là chúng ta đã đi đầu tư cái khác. mấy tuần vừa qua thì tôi không làm video nào, tại vì các anh chị biết rồi, hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào không chế dịch bệnh, thế nên là cái tin tức vĩ mô nó không có. Những cái thứ gọi là tốt về thị trường bất động sản là không có, và đa phần là những thông tin gọi là bình thường xấu, và chúng ta đang tập trung dịch bệnh nên là tôi không có ra video nào. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị về một cái quan điểm, có một số thông tin mới thì tôi muốn chia sẻ với anh chị về thông tin về thị trường bất động sản trong thời gian tới theo cái nhận định, theo cái quan sát của tôi. Rất là mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị. Các anh chị biết rồi, dịch bệnh lần thứ tư lần này thì bất động sản nó khác cái lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đúng không ạ? Mỗi một lần thì lại có một cái trải nghiệm khác nhau. Lần này thì cả mua và bán đều chậm. Đấy, và chậm trong tất cả các lĩnh vực, từ đất nền, đất đấu giá, đất tái định cư, hay là đất phân lô trong dự án, hay là các cái dự án chung cư gấp, các cái dự án cao cấp, đúng không ạ? Đặc biệt là chung cư. Dù chủ đầu tư có tung ra nhiều chính sách thì rõ ràng là bán cũng rất là chậm, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng bất động sản nghỉ dưỡng thì cái loại hình mà bị ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí là một trong loại hình mà sẽ phải phục hồi cuối cùng sau khi mà dịch bệnh trở lại, sau khi mà dịch bệnh được khống chế và kiểm soát, đúng không ạ? Thế là dịch bệnh, đương nhiên là bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay thì khá là chậm, rất chậm và thậm chí là không thanh khoản, không có việc mua bán luôn. Còn lĩnh vực thuê cho thuê, các anh chị biết rồi, cũng đang khá là kém. Nhà phố mặt bằng rất là rẻ, giá bất động sản tăng nhưng mà giá thuê rẻ, đúng không ạ? Chỉ có một số cái phân khúc dành giới siêu giàu là có vẻ hơi sôi động một chút, tức là những cái người mà mua những cái biệt thự lớn, những người mà có tiền, họ có nhiều tỷ, nhiều trăm tỷ, nhiều nghìn tỷ, thì họ sẽ mua những bất động sản lớn, họ giữ tiền, đúng không ạ? Thì cái phân khúc này khá là sôi động, vì dù sao những cái bất động sản thấp tầng ở những cái vị trí VIP và trong những cái vị trí trong các dự án thì vẫn được những cái người nhiều tiền họ mua, họ để đấy, họ tích lũy, đúng không ạ? Thế còn đương nhiên là với cái giá bất động sản thì có thể tiếp tục tăng bởi cái sự dẫn dắt của thị trường, dẫn dắt của các dự án tăng, thì chúng ta là giá bất động sản cơ bản là đã tăng và khó có thể giảm trong gian tới, đúng không ạ? Thì anh chị tôi nói về bốn lần dịch bệnh. Lần thứ nhất thì có rất nhiều nghi ngại và sợ không dám đầu tư, thì những người nào đầu tư từ lần thứ nhất thì đều thắng lớn luôn, đúng không ạ? Lần thứ hai thì nhiều người xuống tiền hơn, lần thứ ba thì nhiều người xuống tiền nữa, nhưng mà lần thứ tư thì chậm hơn. Thì anh chị biết rồi, nó khác nhau là bởi cái nhận thức, đúng không ạ? Cái tư duy thay đổi. Và lần thứ hai, lần thứ ba được nhiều người xuống tiền nhất là vì lúc đấy chúng ta thay đổi về dịch bệnh, thay đổi quan điểm về dịch bệnh, và chúng ta nhận ra cái khủng hoảng về kinh tế giảm, chúng ta nhận ra sự lạm phát, lãi suất ngân hàng giảm và nhiều người xuống tiền. Và lúc đấy cũng có rất nhiều, đồng thời cũng có rất nhiều các thông tin, các cái thông tin liên quan quy hoạch, thông tin liên quan cơ sở hạ tầng, thông tin liên quan các dự án, đúng không ạ? Và giá đất tiếp tục tăng leo thang thì dẫn đến cái việc là gì, là nhiều người đổi tiền vào bất động sản hơn. Nhưng mà lần thứ tư thì hoàn toàn khác, đúng không ạ? Thì tất nhiên là với những người mà mua lần thứ hai, lần thứ ba và mua những bất động sản tốt có giá trị và có quy hoạch được kỳ vọng triển khai về cơ sở tầng trong thời gian tới thì vẫn là tốt. Cái giá bất động sản nếu anh chị mua không quá cao so với khu vực thì vẫn có thể cơ hội đầu tư rất là tốt trong vòng vài năm tới. Nhưng với những người mua với cái giá cao, đặc biệt là đất đấu giá hoặc là những vùng đất gần khu công nghiệp mà giá quá cao, hoặc là những vùng đất bất động sản nghỉ dưỡng mà giá nó đất nền nghỉ dưỡng mà giá nó quá cao, thì rõ ràng, và đặc biệt là những cái người mà vừa mua giá cao lại dùng đòn bẩy tài chính ngân hàng nữa, thì rõ ràng là gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là phải cắt lỗ. Thậm chí là phải cắt lỗ thanh khoản để mà để rút được tiền về, tại vì cái áp lực dòng tiền nó quá lớn khi mà dịch bệnh vẫn hoành hành và không làm được kinh tế, đúng không ạ? Thì rõ ràng lúc này cái dịch bệnh lần thứ tư này nó là thử thách, nó là cái trải nghiệm dành cho những người đầu tư, mà tôi nghĩ rằng là có nhiều bài học để chúng ta học được, đúng không ạ? Rõ ràng là trong một năm vừa qua, khi khủng hoảng xảy ra, khi dịch bệnh xảy ra và dẫn đến cái việc mà kinh tế ảnh hưởng, thì chúng ta học được rất nhiều các bài học, và tôi nghĩ rằng đây là bài học của chúng ta, giúp chúng ta đi nhanh hơn hoặc là chúng ta hạn chế rủi ro trong cái việc đầu tư trong tương lai, đúng không ạ? Thì những cái người mà quản lý dòng tiền kém, đầu tư chưa sắc sảo và thông tin ít thì rõ ràng là cần phải hết sức lưu ý khi chúng ta đầu tư trong tháng tới. Thế còn bất động sản khó giảm vì sao? Các anh chị biết rồi, gần đây thì bất động sản thì cả thế giới đều tăng,
và nhiều người lo lại khủng hoảng bong bóng tài sản, thì tôi nghĩ rằng là những cái thứ đấy thì rõ ràng là cũng có thể xảy ra. Cái hơn nhau của những người đầu tư, hơn nhau của những người kiếm được tiền, đó là chúng ta chỉ biết, chỉ khác biệt là chúng ta nhìn nhận được và chúng ta làm hay không làm thôi. Thì những người giống như những cái người mà sợ dịch bệnh là lần thứ nhất mà dám đầu tư thì đều thắng lớn trong lần thứ hai, lần thứ ba, đúng không ạ? Hiện nay thì anh chị biết rồi, gần đây nhất thì cục dự trữ liên bang Mỹ Fed là công bố cái việc là không tăng lãi suất, dự kiến là thậm chí cuối năm 2023 mới tăng lãi suất. Thì rõ ràng đây là một trong những cái động thái rất là quan trọng và ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô chung. Đấy, và thứ hai nữa là dịch bệnh, cái việc mà Fed không tăng lãi suất dẫn đến cái việc mà tiền in ra và được luân chuyển rất là nhiều trong xã hội, và khi mà dịch bệnh chưa triển khai được, cái đồng tiền khi mà dịch bệnh mà tiền không được vào các sản xuất kinh doanh thì tiền sẽ vẫn vào các kênh đầu tư, và đặc biệt là tại Việt Nam thì bất động sản vẫn là một cái kênh được hưởng lợi, đúng không ạ? Hay ngoài ra chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta tưởng rằng là dịch bệnh lần thứ nhất, lần thứ hai chúng ta không chế được và chúng ta có thể tranh thủ cái thời gian đấy để chúng ta đất nước chúng ta phát triển tận dụng, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì hiện nay không được như thế. Trong khi đó các nước châu Âu, các anh chị xem bóng đá thì thấy rằng là họ đã mở được cửa được một số cái hoạt động thể thao giải trí và kinh tế bắt đầu phục hồi, thậm chí hay là Trung Quốc, đúng không ạ, đã phục hồi. Thì hiện nay thì Việt Nam chúng ta lại gặp dịch bệnh khi mà hành hành tại Bắc Ninh, Bắc Giang hay là Bắc Bình, hay là Hồ Chí Minh hay là Bình Dương, những cái vùng rất là trọng điểm về kinh tế, về cái nguồn vốn FDI, thì rõ ràng là nếu mà chúng ta không khống chế dịch bệnh nhanh thì cái nguồn vốn FDI sẽ chậm đổ vào hơn và sẽ ảnh hưởng kinh tế vĩ mô rất là lớn, và cũng ảnh hưởng về việc xu hướng phát triển bất động sản công nghiệp hay là cái đón một cái nguồn vốn bên nước ngoài để phát triển kinh tế. Thì đây là cái vấn đề rất quan trọng. Thì chúng ta gần nhất chúng ta biết rằng là gì, là ngay như Bộ trưởng Y tế có nói là mục tiêu đến cuối năm nay chúng ta mới tiêm được 70% dân số và đạt chỉ số miễn dịch cộng đồng, thì lúc đấy thì kinh tế mới phục hồi trở lại được. Thì ít nhất là cũng phải quý 1 quý 2 sang năm 2022 thì ta mới kỳ vọng được cái việc là gì, là ok, là lúc đấy thì có thể bắt đầu mở cửa dần và dịch bệnh được khống chế thì bắt đầu kinh tế phát triển, đúng không ạ? Và một trong nguyên nhân mà liên quan đến đầu tư thì anh chị biết rồi, đó là bất động sản. Cái lãi suất ngân hàng, lãi suất ngân hàng tăng hay giảm tự nhiên là do ngân hàng nhà nước rồi, chúng ta chỉ dự đoán thôi. Thì với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay, các ngân hàng, các cái đối tượng trong xã hội gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến việc mà kinh doanh. Hiện nay chúng ta vẫn đang là giảm phát, vẫn không chế dịch bệnh, rất nhiều khu vực bị giãn cách, thì rõ ràng là cái việc mà tăng cái lãi suất ngân hàng trong năm nay, dự kiến tăng có thể 0,1-1% là khá khó. Tôi nghĩ rằng cái lãi suất thấp sẽ được tiếp tục duy trì đến thậm chí đến quý 2 quý 3 sang năm, thì cái việc mà bất động sản vẫn được sẽ được lãi suất thấp thì đương nhiên là cái nguồn tiền sẽ rút ra và thông qua đầu tư bất động sản. Gần đây thì chứng khoán đang hút tiền nhiều hơn là so với bất động sản đang chậm chậm vì bởi lý do tôi nói rồi, đó là do cái việc là những người nào đầu tư lần 2 lần 3 rồi, những cái người nào giữ tiền thì đã giữ tiền rồi. Người siêu giàu thì họ mua bất động sản tài sản lớn ở trong các dự án thấp tầng. Thế còn thông tin quy hoạch tung hết ra rồi, cái giá bất động sản đã cơ bản tăng cao ở tất cả khu vực. Thế nên là cái bất động sản hiện nay là không, nó cần một cái cú hích lớn về cơ sở tầng nữa. Tức là sau khi thông tin xong thì cần phải triển khai thì bắt đầu tất bất động sản nó tăng và triển được nữa. Còn hiện nay đang đứng im là đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ phải chờ đến những cái thông tin vừa rồi, như lãi suất ngân hàng giảm này, kinh tế hiện nay vẫn là giảm phát này, dịch bệnh sẽ được cơ bản khống chế trong quý 1 quý 2 sang năm này, thì rõ là chúng ta vẫn có thể ký cái đầu tư công, cái nguồn tiền rất là lớn này, đầu tư công rất là lớn này, đúng không ạ? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là rõ ràng nếu mà như hiện nay thì tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn cuối năm nay thì rõ ràng là từ dần cuối năm nay thì bất động sản sẽ khó có gì mà gọi là đột biến. Đấy, khó có gì đột biến trừ những khu vực gọi là nhỏ lẻ tẻ mà có triển khai. Ví dụ như là Thanh Hóa có dự án triển khai, hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu có dự án triển khai, tức là khởi công ấy, thì sẽ tác động nhỏ, đúng không ạ? Tác động nhỏ những khu vực nhất định. Đấy. Thế còn những cái khu còn cơ bản, tôi nghĩ rằng dần cuối năm nay thì bất động sản sẽ khó có thể đột biến được cái gì cả. Nhưng mà với những cái người mà giữ được những vẫn với những cái người mà đầu tư những bất động sản, với những người đầu tư bất động sản mà chúng ta có một tài sản tốt ở đây là gì, là có thể tăng giá tương lai dựa trên các yếu tố về cơ sở tầng, dựa trên cái giá trị mua vào, dựa trên pháp lý anh chị mua sổ đỏ sở hữu lâu dài, thì tôi nghĩ rằng là vẫn là tốt, còn hơn là chúng ta giữ tiền, tại vì tiền ngân hàng vẫn được giảm và chúng ta biết rằng là lạm phát dự kiến năm nay là từ 3,5-4%. Thì nếu những người nào giữ tiền thì còn lo sợ hơn, đúng không ạ? Thế còn nếu mà chúng ta mua bất động sản tốt là chúng ta để 2-3 năm ta vẫn thoải mái mà. Và đặc biệt là cái điểm rơi tôi nghĩ rằng là cái việc mà khi mà kinh tế phục hồi trở lại được, nguồn tiền được đầu tư công đổ ra thông qua cơ sở tầng, thì tôi nghĩ dự đoán là quý 2 quý 3 năm 2022 thì vẫn là tốt. Thì hoàn toàn nếu mà những người mà mua bất động sản giai đoạn mà 2019-2020 thì có thể bán ở trong giai đoạn 2023, tức là khoảng 3 năm, vẫn là tốt. Thì sau đó thì chúng ta sẽ là phải tính tiếp đấy, sau đó sau khi mà kinh tế phục hồi thì lãi suất lại tăng lên, thì đấy thì bất động sản nhà nước lại hút tiền về, ngân hàng nhà nước lại hút tiền về các ngân hàng, chúng tôi bất động sản này chúng ta lại thì
là lại phải có chiến lược mới, là chúng ta lại đầu tư cho bộ sản có giá trị các vị trí trung tâm hoặc là phát sinh dòng tiền nhiều hơn là chúng ta đầu tư bất động sản kia, đúng không ạ? Thì rõ ràng là ít nhất là tôi nhìn thấy cái việc là gì, là rõ ràng là chúng ta đầu tư trong 21 à 20 19 20 21 đất đấy à, thì chúng ta có thể bán ở trong cái giai đoạn 2022, thì các anh chị lưu ý thời điểm đấy. Thế còn việc bây giờ chúng ta mua bất động sản, bây giờ các anh chị biết rồi là cái mặt bằng bất động sản đã tăng chung rồi, thì chúng ta vẫn phải mua trên những cái quy hoạch, và đặc biệt là các anh chị lưu ý lúc này nó rất là tranh tối tranh sáng. Đấy, hiện nay gần đây nhất là các anh chị biết rồi là ngay Bí thư Bình Dương là cũng bị toang luôn, đúng không ạ? Sau khi là Khánh Hòa, tức là những cái tỉnh hay là gần đây nhất đó là Lâm Đồng khi mà phân lô đồi trà, đúng không ạ? Thì rất nhiều những cái nhóm nhà đầu cơ hiện nay thì vẫn có một số cái nhóm nhà đầu cơ đi mua đất rộng làm sóng và phân lô, đặc biệt là đa phần là cái này là trong miền Nam thôi, tại vì cái đối tượng chính quyền nó khá là lòng lẻo và phân lô và sau đó là bị bắt, đúng không ạ? Thì vẫn tạo được cái cuộn sóng nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái người tiêu dùng thì ngày càng thông minh hơn, những nhà đầu tư ngày càng thông minh hơn thì khó vào cái việc đấy, và đặc biệt là trong những lúc đã như này thì chúng ta nên chọn những bất động sản có những vị trí, có những quy hoạch, và đặc biệt là cái pháp lý thì đơn giản nhất là chúng ta cứ mua con sổ đỏ để chúng ta an tâm, tại vì chúng ta lúc này là đầu tư chúng ta với mục tiêu kép, đó là chúng ta giữ tiền là một này, hai là chúng ta có kỳ vọng tăng lãi sau hơn ngân hàng hoặc là gấp đôi, mục tiêu gấp đôi sau 2023 2022, thậm chí là đến đầu năm 2023, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái điểm tốt nhất là phải là quý 2 quý 3 năm 2022 và đầu và thậm chí là cuối năm 2 đầu năm 2023 nữa, thì đúng là thời điểm tốt để chúng ta bán, và chúng ta bán từ đầu thu bán ra. Thế còn lúc này chúng ta nên mua, như tôi nói là chúng ta nên mua những cái vùng đất có quy hoạch giá còn rẻ. Đấy, và chúng ta đừng ngại đi đầu tư xa khắp mọi nơi, đúng không ạ? Mỗi một người sẽ có một cái quan điểm đầu tư khác nhau. Thế với anh chị biết rồi, với những giới siêu giàu thì họ vẫn mua những tài sản lớn để tích trữ và tích lũy. Đấy. Còn hiện nay thì với vẫn một số người vẫn đang dựa vào những cái trend và những bất động sản du lịch hay bất động sản ven đô, thì những cái dòng bất động sản này là những cái bất động sản mà vẫn dành cho đối tượng siêu giàu, dành vì nghỉ dưỡng mà ven đô, nghỉ dưỡng ven đô hay là những giai đoạn dành cho việc hưởng thụ. Thì tôi nghĩ rằng sau dịch thì là bất động sản sẽ tập trung vào những cái giá trị thật nhiều hơn, những cái đất mà gần những khu công nghiệp dành cho công nhân nhiều hơn, hay là gần nhất anh biết rồi là phê duyệt cái nhà 25 m, tức là phải chia nhỏ cái nhà để là những cái đối tượng mà ít tiền hơn có thể mua được trong thành phố. Tại vì chúng ta thấy rằng là chung cư gọi là tầm 30 triệu ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì không còn nữa, và đa phần là với giá rất là cao rồi, đúng không ạ? Thế nên là rõ ràng là sau dịch bệnh thì các cái bất động sản nó gọi là nó quay vào cái giá trị thật hơn, những cái giá trị thật hơn, chứ không phải những cái mà hưởng thụ theo kiểu bất động sản nghỉ dưỡng hay đất phần vùng ven hay là gần đó khu du lịch nữa. Đấy. Và tôi nói với anh chị rồi, đó là gì, là bất động sản lịch vẫn là cái dòng bất động sản phục hồi cuối cùng sau dịch bệnh, Đấy. Sau đó đầu tiên là phải là giá trị, cho nên là chúng ta cũng phải rõ ràng là trong dịch bệnh họ chia, chúng ta chia nhiều giai đoạn khác nhau. Đấy, và chúng ta phải có cái kế hoạch và có cái chiến lược thay đổi cái việc đầu tư của chúng ta khác nhau. Có thể có những bất động sản chúng ta giữ được lâu dài, nhưng cũng có bất động sản chúng ta có thể giữ trong thời gian để chúng ta có thể bán đi để chốt lời, để có thể mang về lợi nhuận cho chúng ta, đúng không ạ? Một số cái vùng ví dụ như Bắc Giang thì đang im hẳn rồi, anh chị biết rồi, Bắc Giang thì trong một thời gian sốt thì tăng giá khắp mọi nơi thì đã gần như đã im hẳn rồi, đúng không ạ? Hay là Quảng Ninh, hay thậm chí Hải Phòng, hay là gần đây thì miền Nam thì chúng ta thấy cũng đã chậm hẳn rồi. Thì cái chậm này cũng là cái dự đoán chung thôi, chúng ta không có gì phải ngại cả, đúng không ạ? Thế còn bây giờ những người giữ tiền thì vẫn là những người phải sợ, chứ còn những người mà mua bất động sản, mua những tài sản tốt thì không phải sợ. Cái nguồn tiền sẽ vẫn đổ ra và sẽ vẫn tiếp tục vào các kênh tài sản, đúng không ạ? Vào các kênh tài sản để tăng giá được. Thì đấy là nhận định của tôi về phân tích về cái thị trường bất động sản trong dần cuối năm, và dự đoán cái thời gian mua, chúng ta mua và chúng ta bán trong tương lai. Và những cái tôi có khuyên anh chị những cái mua cái bất động sản như thế nào để anh chị có thể mua tốt hơn. Và chúng ta tốt nhất là chúng ta nghĩ rằng không nên giữ tiền thời điểm này, mà chúng ta nên mua cái tài sản. Nếu chúng ta có cái kế hoạch về tài chính cho cái việc mà chúng ta sử dụng trong cái quãng thời gian 1-2 năm tới, chúng ta còn tiền dư, chúng ta còn mua tài sản, đúng không ạ? Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của anh chị xuống video ngày hôm nay. Thì nếu mà có gì chia sẻ nó chưa đúng hoặc là thiếu sót, rất mong anh chị bỏ qua. Các anh chị đừng quên comment ý kiến của mình, chia sẻ cái ý kiến của mình xuống bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và giao lưu. Chúc tất cả các anh chị giữ gìn sức khỏe và đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.